Trong khoa học huấn luyện, việc tích lũy mileage rất quan trọng cho các runner thi cự ly full marathon. Thông thường, vận động viên cần đảm bảo điều này trong ít nhất 2 tháng để hoàn thành mục tiêu tại chặng đua, Văn Tâm nói. Các chuyên gia khuyên cáo mỗi runner cần tìm mileage tối ưu cho bản thân để tránh chấn thương và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Quãng đường tích lũy nhiều hơn có thể giúp bạn tiến bộ hơn, nhưng nếu việc chạy quãng đường đó ảnh hưởng tiêu cực tới những phần quan trọng khác trong cuộc sống của bạn, thì đó không phải là mileage tối ưu. Từ thực tế tập luyện và công việc hàng ngày của bản thân, Văn Tâm ủng hộ lý thuyết trên. Runner kiêm huấn luyện viên chạy bộ này còn cho rằng do giới hạn cơ thể mỗi người khác nhau, trình độ thể lực chuyên môn sẽ là yếu tố hàng đầu để xác định mileage cho từng người. Những runner tập luyện trên 2 năm sẽ có khối lượng tích lũy cao hơn so với người mới tập. Mileage cũng được điều chỉnh tùy theo mục tiêu thành tích. Anh Tâm giải thích, runner hướng đến sắp 5 thì khối lượng chạy mỗi tuần dao động từ 50km đến 70km, sắp 4 là 70 đến 90km. Nếu đặt mục tiêu sắp 3, mileage phải vào khoảng 100 đến 120km. Con số này có thể dao động mỗi tuần dựa vào tình trạng thể lực và thời điểm trước race, không nên bó buộc. Văn Tâm từng về nhì phong trào cự ly full marathon tại VN Express Sparkling Quy Nhơn 2023 với thành tích 2 giờ 46 phút. Bản thân anh tập tích lũy trung bình 100 km đến 120 km mỗi tuần với khoảng 12 đến 14 tiếng tập luyện. Theo huấn luyện viên từ cộng đồng chạy bộ T-Coaching, việc tích lũy mileage cần cả quá trình, không thể đốt cháy giai đoạn. Các runner mới tập luyện thường dễ áp dụng quá nhiều khối lượng chạy, nhưng điều này có thể dẫn đến chấn thương và kiệt sức. Thay vì vội vàng, tập luyện lâu dài và ổn định là điểm chính mà các vận động viên cần lưu ý để cải thiện thành tích và đảm bảo sức khỏe.